Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, qua các xét nghiệm lâm sàng cho thấy, một bệnh nhân là khách du lịch nghỉ dưỡng ở khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm không phải bị rắn độc cắn. Trước đó, theo phản ánh của anh Ngô Minh Thư với báo chí, trưa ngày 21 tháng 9, đoàn khách du lịch của anh đi nghỉ dưỡng tại khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Khoảng 21 giờ tối cùng ngày, anh Thư đi bộ giữa hai căn biệt thự thì bị một vết cắn lạ vào chân, nghi là rắn độc cắn. Sau đó anh Thư được chuyển tới bệnh viện để cứu chữa. Ba loại thường là nặng nhất, một là rắn cắp nía, hai là rắn hổ mang, ba là rắn lục, là cái vùng mình là thường bệnh nhân vào đấy là thường bị ba cái loại rắn đó. Nhưng mà về để xét nghiệm về các cái đánh giá về thực tế về lâm sàng các thứ thì ba cái loại đó mình là chưa được, là vì một bây giờ nó có sưng đề tỉ đến mũ đó mà nghĩ nhiều là để côn trùng cắn, vậy là rắn cắn. Theo các bác sĩ, các bệnh nhân nhập viện ở đây thường bị ba loại rắn cắn là rắn cạp nia, rắn lục và rắn hổ mang. Nếu bị ba loại này cắn, sau 48 giờ thì vết cắn sẽ bị hoại tử, ngừng thở, bệnh tình sẽ rất nặng. Trường hợp của anh Thư qua các xét nghiệm lâm sàng khẳng định không phải do rắn độc cắn và có thể xuất viện.